luetvietnam.vn ra mắt năm 2000 là website đầu tiên tại Việt Nam về dịch vụ tra cứu văn bản pháp luật. Sau 20 năm, Luật Việt Nam đã trở thành một website cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến tiện ích văn bản pháp luật. Hiện nay, các dịch vụ chủ yếu của Luật Việt Nam bao gồm tra cứu văn bản, hiệu lực văn bản. Luật Việt Nam có kho dữ liệu khổng lồ với hơn 300.000 văn bản tiếng Việt từ năm 1945 đến nay và liên tục được cập nhật hàng ngày. Mỗi văn bản đều có thông tin chính xác về tình trạng hiệu lực như còn hiệu lực, hết hiệu lực. Tra cứu văn bản tiếng Anh, dịch thuật theo yêu cầu. Văn bản tiếng Anh của Luật Việt Nam là các bản dịch từ hai nguồn sau. Một là bản dịch chính thống từ công báo tiếng Anh của Thông tấn xã Việt Nam mà Luật Việt Nam độc quyền cung cấp. Và thứ hai là chuyên viên của Luật Việt Nam biên dịch. Đồng thời, Luật Việt Nam còn cung cấp dịch vụ dịch thuật văn bản theo yêu cầu của khách hàng. Xem lược đồ của văn bản. Tại tab lược đồ, người dùng sẽ biết được tất cả các văn bản tác động hoặc chịu sự tác động của văn bản đang xem. Nói cách khác, lược đồ thể hiện mối quan hệ của văn bản đang xem với các văn bản khác. Xem chỉ dẫn nội dung của văn bản. Các nội dung trong văn bản đã bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đã được đính chính sẽ được bôi màu kèm theo chú thích rõ ràng, dễ hiểu. Tương tự, những nội dung đã có hướng dẫn bởi một văn bản khác cũng sẽ được bôi màu và có chú thích giúp khách hàng dễ dàng xem được nội dung hướng dẫn chi tiết. Xem nội dung mix của văn bản. Đây là một tiện ích hoàn toàn mới và chỉ có tại Luật Việt Nam. Khi bấm vào tab nội dung mix, khách hàng sẽ xem được một bản tổng hợp gồm những quy định còn hiệu lực áp dụng của văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung. Nội dung mix của Luật Việt Nam tương tự như văn bản hợp nhất của cơ quan nhà nước, nhưng điều khác biệt là bất cứ văn bản nào đã bị sửa đổi, bổ sung thì Luật Việt Nam đều có nội dung mix. Thiết lập giao diện cá nhân cho người dùng. Sau khi đăng ký tài khoản Luật Việt Nam thành công, người dùng sẽ được tạo giao diện dành riêng cho mình. Tại đây sẽ hiển thị các văn bản theo ngành, lĩnh vực, địa phương mà người dùng quan tâm. Đồng thời, người dùng có thể dễ dàng theo dõi được thay đổi về tình trạng hiệu lực của các văn bản này. Đăng ký nhận bản tin theo nhu cầu. Luật Việt Nam hiện đang phát hành các bản tin như bản tin điểm tin văn bản mới là bản tin tổng hợp những nội dung nổi bật nhất của các văn bản mới được cập nhật trong tuần. Bản tin văn bản cập nhật hàng tuần là bản tin tổng hợp toàn bộ văn bản mới được cập nhật trong tuần. Bản tin hiệu lực là bản tin tổng hợp các văn bản có thay đổi về tình trạng hiệu lực trong tuần theo lĩnh vực mà khách hàng quan tâm. Bản tin chính sách mới có hiệu lực hàng tháng là bản tin tổng hợp những chính sách, quy định mới nổi bật sẽ được áp dụng vào tháng tới. Ngoài ra, Luật Việt Nam còn có bản tin theo lĩnh vực quan tâm hàng ngày, cập nhật các văn bản mới trong ngày theo lĩnh vực mà khách hàng quan tâm. Dịch vụ tư vấn pháp luật. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến văn bản pháp luật, Luật Việt Nam còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và uy tín thuộc hệ thống Luật Việt Nam. Ngoài ra, để được hỗ trợ kịp thời, quý khách có thể kết nối đến tổng đài 1900 6192.